Sau hơn một tháng chính thức về chung nhà bằng một đám cưới linh đình, hot TikToker Đặng Thu Hà đã thông báo tin vui có em bé trên trang cá nhân của mình. Đông đảo netizen và bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến cô. Giữa tháng 12 năm 2023, lễ thành hôn và đám cưới của cặp đôi Đặng Thu Hà và Phan Quang Dũng gần như chiếm sóng mạng xã hội. Người hâm mộ dành rất nhiều lời khen và chúc phúc cho vợ chồng nàng TikToker đình đám khi cả hai đã chính thức về chung một nhà. Thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng TikToker này đã có tin vui nên đẩy nhanh tiến độ đám cưới. Giữa nhiều nghi vấn, cặp đôi vẫn giữ im lặng và không có bất cứ phản hồi gì về tin đồn. Cho đến tối ngày 29 tháng 1, hot TikToker Đặng Thu Hà đã chính thức thông báo tin vui trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, Đặng Thu Hà chia sẻ hình ảnh cùng chồng Phan Quang Dũng cầm hình ảnh siêu âm em bé. Cùng với đó, các thành viên của S Channel cũng có mặt để chúc mừng tin vui của cặp đôi, đính kèm với hình ảnh cô nàng vui mừng thông báo: "Xin chào em bé." Phía dưới bài viết, cư dân mạng và bạn bè, đồng nghiệp cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đặng Thu Hà. Bên cạnh đó, netizen cũng đào lại những nghi vấn cưới chạy bầu trước đây. Thời điểm diễn ra đám cưới, mặc dù biết Thu Hà đã thành vợ người ta nhưng nhiều người vẫn bất ngờ khi cô nàng lấy chồng khá sớm, khi mới 23 tuổi và sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nhiều bằng chứng được cộng đồng mạng soi ra tố nàng hot girl đã có em bé nên mới gấp rút cưới như thế. Trong bộ ảnh thành viên S Channel đăng tải trên trang cá nhân sau lễ thành hôn, dân mạng bất ngờ phát hiện vòng hai của cô dâu đầy đặn hơn ngày bình thường. Ở một số góc trục nghiêng, điều này còn lộ ra rõ ràng hơn. Đó là chưa kể, gương mặt lẫn vóc dáng của Đặng Thu Hà cũng được cho là tròn trịa hơn thời điểm nhận lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng nàng TikToker đã cảm thấy tìm được đúng người nên việc tiến đến hôn nhân là điều hoàn toàn bình thường. TikToker Đặng Thu Hà, sinh năm 2000, cô nàng VG nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu kênh TikTok có hơn 3 triệu người theo dõi, kênh YouTube có khoảng 475.000 lượt đăng ký. Đặng Thu Hà được xem là idol giới trẻ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và học vấn khủng, tính tình hài hước hoạt ngôn. Ngoài công việc của một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Đặng Thu Hà hiện là biên tập viên của Z Life, bản tin dành cho thế hệ Z, Gen Z của đài truyền hình Việt Nam. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh dễ thương. Cô nàng luôn mang đến năng lượng tích cực và những câu chuyện hài hước khiến người xem bật cười và cuốn hút theo hành trình của một Gen Z vừa đáng yêu lầy lội, vừa tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực phát triển bản thân để theo đuổi đam mê. Về thành tích học tập, Thu Hà cũng gây ấn tượng khi là cử nhân bằng giỏi chuyên ngành kế toán kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU. Ngay từ năm nhất đại học, nàng TikToker đã vừa học tập vừa làm việc tại một công ty truyền thông và phát triển đam mê trở thành một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong giới trẻ như hiện tại. Để có được những thành công như ngày hôm nay, cũng như bao bạn trẻ khác, Đặng Thu Hà cũng phải trải qua rất nhiều thử thách và khoảng thời gian khó khăn. Việc hoạt động ở nhiều vị trí, công việc vừa là cơ hội nhưng cũng là áp lực rất lớn đối với cô nàng. Chồng mới cưới của Đặng Thu Hà cũng làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cặp đôi có thời gian làm việc chung tại đài truyền hình Việt Nam trước khi thành đôi và về cùng nhà.